Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh tin tức của chúng tôi. Kênh chúng tôi luôn cập nhật, tổng hợp những tin tức mới nhất trong ngày. Hôm nay có những tin chính sau đây. Lãnh đạo huyện Còng Long, Kon Tum thông tin, sau trận rung chấn ngày 18 tháng 4 khoảng 4 tháng 5 độ Richter, tuyên phạt người mẹ bạo hành con gái dẫn đến tử vong 7 năm 9 tháng tù. Thầy hiệu trưởng một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị sóng biển cuốn trôi. Ô tô đầu kéo va vào dãy phân cách, lật ngang trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, khiến giao thông ùn tắc gần 3 km. Lãnh đạo huyện Còng Long, Kon Tum thông tin, sau trận rung chấn ngày 18 tháng 4 khoảng 4 tháng 5 độ Richter thì có tiếng nổ lớn trong lòng đất. Sáng nay 19 tháng 4, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức họp trực tuyến ứng phó với động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Viện trưởng Viện vật lý địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, theo thống kê của Viện vật lý địa cầu, trong khoảng thời gian từ năm 1903 đến năm 2020, trên khu vực huyện Còng Long và lân cận đã ghi nhận được 33 trận động đất có độ lớn từ 2.5 độ Richter trở lên. Trong thời gian gần đây, từ tháng 4 năm 2021 đến nay, các số liệu thống kê cho thấy hiện tượng động đất xảy ra tại khu vực huyện Còng Long và lân cận có tần suất xảy ra thường xuyên và xu hướng mạnh dần. Cụ thể, trong năm 2021, đến nay ghi nhận 169 trận động đất có độ lớn 2.5 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện Còng Long, tỉnh Kon Tum. Đặc biệt, trong các ngày 15, 18 tháng 4 đã ghi nhận động đất xảy ra liên tục tại khu vực này, với tổng số 22 trận động đất, với độ lớn từ 2.5 đến 4.5 độ Richter. Trên cơ sở số liệu động đất ghi nhận được, tại khu vực huyện Còng Long cho thấy động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn. Một lãnh đạo huyện Còng Long thông tin, độ rung chấn từ đầu năm 2022 đến nay dưới 3.8 độ Richter. Tuy nhiên trận rung chấn ngày 18 tháng 4 khoảng 4.5 độ Richter, sau rung chấn có tiếng nổ lớn trong lòng đất, nhân dân trên địa bàn hoang mang, lo lắng. Bản thân tôi chuẩn bị đi làm thì thấy rung hết cả nhà đang ở. Sau đó có tiếng nổ, vị lãnh đạo huyện Còng Long kể. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến tình hình động đất. Nếu thực sự xảy ra sự cố gì thì thời lượng trễ này đang là thời gian ứng phó. Viện vật lý địa cầu phải kết hợp với thủy điện và địa phương cung cấp thông tin nhanh chóng hơn. Viện vật lý địa cầu rà soát lại hệ thống cảnh báo động đất và sóng thần thời gian qua đã xây dựng. Ông Hoài cũng nhấn mạnh, những tình huống thiên tai như động đất phải có giám sát chuyên môn. Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh phải thông báo tới nhân dân, chủ động trong việc ứng phó, nắm bắt tình hình diễn biến, không hoang mang, tránh thông tin thất thiệt. Tuyên phạt người mẹ bạo hành con gái dẫn đến tử vong 7 năm 9 tháng tù. Chiều 18 tháng 4, Tòa án Nhân dân HC Ẩm Giang tuyên phạt Vũ Thị Thủy, 27 tuổi, ở thôn 2, xã Định Sơn, HC Ẩm Giang 7 năm, 9 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Bị cáo Thủy đã bạo hành các con của mình nhiều lần và khiến một người con của bị cáo tử vong. Theo cáo trạng, Thủy có hai người con là Vũ Ngọc BC, 7 tuổi và Vũ Thục A, 3 tuổi, tên gọi khác là Vũ Dương Em. Tháng 5 năm 2021, Thủy thuê phòng trọ ở thôn Ngọ, TT Lai cách HC Ẩm Giàng và đưa bé A đến ở cùng. Tháng 6 năm 2021, Thủy sinh con thứ ba. Trong thời gian bốn mẹ con ở cùng nhau, cháu A hay khóc nên Thủy rất bực tức. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Thủy thường xuyên bạo hành con. Cụ thể, ngày 18 tháng 2 năm 2021, khi cháu Vũ Ngọc BC, chị gái cháu A, đi vệ sinh ra quần, Thủy dùng hai tay đấm vào hai mắt của C. Ngày 20 tháng 2 và 4 tháng 3 năm 2021, Thủy dùng gậy tre vụt vào lưng, sườn của con và thường nhốt cháu C vào phòng tắm, không cho cháu lên giường ngủ mà để cháu nằm chiếu dưới nền nhà. Đến 16 giờ 30 ngày 10 tháng 7 năm 2021, Thủy để cháu A trong nhà tắm rồi đi ra ngoài giải quyết việc riêng. Khi về, thấy cháu A đang khóc, Thủy vẫn để cháu ngồi trong nhà tắm và đi nấu cơm. Đến 21 giờ 15 cùng ngày, Thủy bế cháu A từ nhà tắm ra ngoài để chuẩn bị ăn cơm. Lúc này, cháu A vẫn khóc, Thủy dỗ không được nên tức giận, dùng tay đẩy mạnh vào vùng ngực khiến cháu ngã đập đầu xuống nền nhà. Cú ngã khiến cháu A bị co giật rồi ngất. Thủy bế cháu A lên làm hô hấp nhân tạo, nhưng không được liền nhờ người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. Hai ngày sau, cháu A được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Đến ngày 21 tháng 7 năm 2021, cháu A tử vong. Sáng 19 tháng 4, ông Nguyễn Đức Vũ, trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hiệu trưởng một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đã tử vong vào rạng sáng 19 tháng 4. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 15 phút hôm nay 19 tháng 4, tại bãi tắm sao biển BMI An, quận Ngũ Hành Sơn, lực lượng cứu hộ thuộc ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nhận được thông tin có một người dân bị sóng biển cuốn trôi. Lực lượng đã ngay lập tức triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày,
lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bị sóng biển đánh tấp vào bờ. Hiện, đơn vị đã bàn giao thi thể cho người nhà, ông Vũ thông tin. Cũng theo trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng, nạn nhân là thầy hiệu trưởng của một trường trung học phổ thông ở quận Hải Châu. Thầy giáo này tắm biển vào sáng sớm khi lực lượng cứu hộ chưa vào ca trực. 4 giờ 30 phút lực lượng cứu hộ mới vào ca làm việc. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ có những hướng dẫn, khuyến cáo cho người dân không tắm biển Đà Nẵng vào sáng sớm và ban đêm khi không có lực lượng cứu hộ, nhằm tránh các trường hợp đuối nước đáng tiếc xảy ra, ông Vũ nói. Long An, ô tô đầu kéo va vào dãy phân cách, lật ngang trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, khiến giao thông ùn tắc gần 3 km, sáng 19 tháng 4. Khoảng 4 giờ 30 phút, xe đầu kéo rơ móc chạy trên cao tốc Trung Lương, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang. Khi qua địa phận xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, ô tô đâm vào dải phân cách, làm gãy một trụ đèn chiếu sáng rồi lật chắn ngang đường. Tại hiện trường, xe đầu kéo lật ngửa, phần đầu hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ rơi ra ngoài, rơ móc bị dúm gió nằm chắn làn đường ở chiều ngược lại. Một đoạn phân cách bị ủi sập, trụ đèn chiếu sáng gãy, mặt đường bị kè xới. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng khiến cao tốc kẹt kéo dài. Hơn 8 giờ, cảnh sát cùng cứu hộ đang đưa xe gặp nạn ra khỏi khu vực. Cảnh sát giao thông phải chốt chặn hai phía cao tốc, điều tiết xe chạy quốc lộ 1 để bớt ùn ứ. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương dài gần 62 km, 4 làn xe, hoạt động từ năm 2010, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An, Tiền Giang, vận tốc tối đa 100 km/h. Sau khi cao tốc dừng thu phí vào đầu năm 2019, lượng xe chạy trên tuyến này tăng trên 30%. Cảm ơn các bạn khán giả đã xem hết tin tức ngày hôm nay của chúng tôi. Hãy để lại ý kiến của các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy like, đăng ký kênh để biết những thông tin mới nhất, cập nhật hàng ngày nhé.